Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ quay cho quý cô chú anh chị xem một cái cây sake. Cái cây này thì hiện tại đã được gần 5 năm tuổi rồi quý cô chú anh chị. Và đây đang là mùa sake nè, nên quý cô chú anh chị có thể là nhìn thấy trái sake ở trên cây. Thường thì sake nó có một năm, nó có một mùa. Nhưng mà nếu mà mình chăm sóc tốt và ổn định thì cây nó có thể cho trái quanh năm luôn. Thì trái đây là cây sake nè quý cô chú anh chị. Thì sake thì trái nó giống như trái mít vậy đó. Trên tên quốc tế thì còn gọi là cây bánh mì. Thì đây là một trong những cái loại cây lương thực và cũng là cây trang trí tạo bóng mát. Đây thì cây đang được trồng trong sân nè, đang tạo bóng mát nè, rồi cho trái nè. Đây là một cây lương thực thì ăn rất là ngon luôn. Thì để chế biến sake thì có rất là nhiều món luôn quý cô chú anh chị. Thì hiện tại Ngọc Ngân đang cung cấp một cây giống cao 1m thì có giá là 100.000. 3 cây trở lên thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân xin giới thiệu sơ nét về cái cây sake. Thì cây sake thì nó sẽ có trái ở trên cái đọt như thế này nè quý cô chú anh chị. Cây này thì là cây đơn tính, hoa đực và hoa cái nó mọc trên cùng một cây luôn đó quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị hãy yên tâm, mình mua cây nào thì nó cũng sẽ cho trái nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cho trái thì mình chăm sóc tốt thì giống như Ngọc Ngân nói thì có trái ra quanh năm. Và cái mùa mà trái nhiều nhất đó là vào khoảng tháng 7 âm lịch. Hiện tại là đầu tháng 7 rồi nè quý cô chú anh chị, đang vào mùa sake. Thì những cái trái sake này đây thì nó đang sắp chín và thu hoạch này. Thì khi chín mùi thì nó sẽ rụng xuống và mình nấu ăn thì nó sẽ rất là ngọt. Còn khi mà mình hái dạ thì cái độ bột của nó rất là nhiều. Và để kể về cái món sake thì kể không có hết luôn á quý cô chú anh chị. Cái món mà Ngọc Ngân thích nhất đó là mình lấy cái trái sake rồi mình quết ra, quết chung với chuối già, rồi mình thêm kêu dừa mài á, rồi cái mình sẽ cuốn với rau rồi chấm nước mắm thì rất là tuyệt vời luôn á quý cô chú anh chị. Rất là ngon luôn. Rồi mình có thể lấy trái sake rồi cái mình sẽ chiên với bột nè, ăn cũng ngon. Hoặc là chỉ đơn giản là mình luộc, mình chấm với đường thì cũng rất là tuyệt vời. Chấm với đường với muối gì đó thì tùy theo khẩu vị của quý cô chú anh chị. Hoặc là mình không cần chấm gì thì nó vẫn bùi, dẻo, ngọt và rất là ngon luôn á quý cô chú anh chị. Đây là một trong những cái loại cây mà đáng trồng á quý cô chú anh chị. Và điều đặc biệt nữa ở cái cây sake đó chính là những cái lá quý cô chú anh chị. Thì những cái lá thì khi mà già nó rụng á, những cái lá nó già nó rụng nó khô như thế này nè, thì mình có thể lấy lá, mình có thể lấy cái lá rồi mình nấu, rồi có thể là mình nấu mình uống đó quý cô chú anh chị. Rồi thêm tí đường nữa thì uống rất là thơm ngon. Tuy nhiên thì ở trong lá sake thì nó có tác dụng là lợi tiểu, tuy nhiên là mình không có nên uống quá nhiều. Thì mình có thể uống một ngày rồi 2-3 ngày ngưng rồi mình uống nữa. Cây này thì nó rất là mát luôn, nó có tác dụng là lợi tiểu quá quý cô chú anh chị. Do đó là mình uống thì vừa chứ mình đừng có uống liên tục thì thường là nó sẽ gây mệt mỏi cho cơ thể. Còn nếu mà mình uống ít thì nó có tác dụng rất là tốt. Và cái gì cũng vậy, không có riêng gì lá sake. Cái gì mà mình lạm dụng quá nhiều thì nó đương nhiên là nó sẽ không tốt rồi. Ví dụ như mình cơ thể mình nó còn rất là nhiều khoáng chất, vitamin, nhưng mà mình cứ nạp một loại vô thì đương nhiên là nó sẽ không có tốt rồi, phải không quý cô chú anh chị? Dạ. Thì sake thì có rất là nhiều công dụng luôn, phải không quý cô chú anh chị? Công dụng đầu tiên là mình nhìn vô là mình thấy đẹp vậy đó. Ngọc Ngân nhìn vô là Ngọc Ngân rất là thích luôn. Mình có thể là tạo bóng mát cho sân vườn nè, rồi tạo quang cảnh đẹp nè. Cái lá sake nó rất là đẹp luôn, phải không quý cô chú anh chị? Nó là những cái thì chia ra giống như cái xòe của cái bàn tay vậy đó. Nó rất là dễ thương. Và khi có trái thì nó càng dễ thương hơn nữa. Trái thì chế biến được rất là nhiều những cái món ăn ngon luôn. Thì rất là thích, phải không quý cô chú anh chị? Rất là tuyệt vời. Thì một trái sake như vậy thì nặng khoảng gần 1kg luôn. Thì trái nhỏ nhất thì cũng nửa ký à. Thì cây sake 100.000, khi mình mua về thì trồng tầm khoảng 1.5 năm cho đến 2 năm thì cây nó sẽ bắt đầu cho những cái trái bói đầu tiên. Thì cái điều mà quan tâm của quý cô chú anh chị khi mà mua cây sake là không biết là cây sake nó có hạt hay không. Thì dạ xin thưa, nếu mà cây sake có hạt là khi mình ghép chung với cây mít thì khi mình trồng thì nó sẽ có hạt. Còn khi mà mình trồng bằng cách chiết cành thì cây nó sẽ 100% là không có hạt nha quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị hãy yên tâm, khi mà mua cây giống sake chiết cành thì cây nó sẽ không có bị hạt. Thì một chùm trái thì nó có khoảng là 2 cho đến 4 trái luôn, 5-6 trái luôn, quá trời trái luôn. Trái nhiều thì trái nó sẽ nhỏ, còn trái ít thì nó sẽ bự. Quý cô chú anh chị có thấy những cái chùm trái sake không?
nó giống như trái mít vậy đó, nhưng mà nó không có hạt nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cây sake thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nha cả nhà.